kính chào quý vị. Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Thiên Hồi Ký. Hai ngàn ngày đêm chấn thủ củ chi của đồng tác giả Dương Đình Lôi và Xuân Vũ. Tập 42 Chương 85 Âm mưu thiêu sống toàn bộ cán bộ người Nam để đưa BK vào nắm quyền. Hại thay nằm dưới mồ dân Nam Kỳ mới rõ ra thì đã muộn rồi tôi đến gặp năm tiểu bây giờ anh là tham mưu phó quân khu dưới quyền năm lê năm lê vừa lên chức tư lệnh phó phó là cái ghế của dân nam kỳ bất cứ ở ngành nào riêng ba xu thì được chức tư lệnh nhưng cái chết của anh lại không rõ ràng cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu nổi. Nói chuyện này, nhớ chuyện kia, đôi khi lạc đề, phải dùng phản lực mà quay lại. Năm tiều nói nhỏ với tôi. Ở trên, giao cho mày nhổ hết tất cả đồn trên quốc lộ 1 và đường số 8, kể cả đồn Trung Hoa và Thái Mỹ đó. Tôi ngơ ngác. Hả? Giống hoài anh Năm lệnh đó nghe mày nhỏ không có thi hành đó thì đứt đầu chơi giỡn chơi à tôi nghe mồ hôi ướt lưng hai tháng qua về làm quận đội cặp dò tôi suýt bong gân mà chưa xong công việc nào khả quan tiểu đoàn quyết thắng sau khi tư nhật đi r và tôi trở lại h 6 rồi từ h 6 sang quận đội củ chi thì sẽ luôn bóc không lên, đành phải dẹp danh hiệu quyết thắng. Bây giờ trước tình hình nhiệm vụ mới, ở trên bắt tôi phải tầm quất cho nó, sừng trở lại. Quân số tiểu đoàn chỉ còn hơn một đại đội, súng ống sọc sạch, gặp Mỹ thì lùi trốn để bảo toàn lực lượng. Tôi phải gom du kích các xã lại lấp lỗ hồng. Ông Mười Thứ đã làm nhưng như bắt cóc bỏ dĩa nên ổng gọi dân Nam Kỳ là vô kỷ luật và trên cho ông đi chơi chỗ khác. Bây giờ quyết thắng trở thành dê bảy cù chi, gồm hơn phân nửa là du kích, dũng sĩ, lính vịt xiêm hầm bà làng, binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Nhưng với tôi, hồ gì cũng tốt, trừ hồ chủ tịch xã đội trưởng làm đại đội trưởng, chính trị viên xã đội làm chính trị viên đại đội. Hai anh du kích của An Nhân Tây và Phú Mỹ Hưng là năm đầu ban và sáu mã tử biết chỉ huy cái giống gì mà tôi cũng đưa lên làm đại đội phó, phát cho súng côn, đeo đàng hoàng. Công kiên chiến là một chiến thuật quan trọng của bộ binh, cần có sự yểm trợ của công binh và pháo binh còn du kích bắn các bùm chơi, mệt nghỉ khỏe bắn biết gì mà bắt hạ đồn chứ. Thái Mỹ là một đồn của nghĩa quân Sài Gòn, có từ đời Pháp tới nay chưa bao giờ bị tấn công. Với một tiểu đoàn như D7 của tôi, lính tráng, năm cha ba mẹ mà làm sao hạ được chứ? Và hàng chục đồn khác trên quốc lộ phải được quét sạch để dọn đường cho đại quân tấn công Sài Gòn. Một ông tư lệnh khùng cũng không hạ một quân lệnh quái dị như vậy. Thấy tôi ngồi thừ ra, năm tiều vỗ về. Chuyện đó để tính sau, bây giờ lo vụ tết nhất cái đá. Ủa, tết rồi sao anh Năm? Cái thằng, mày mới ngủ hả? Bữa nay là ngày đưa ông táo về trời đó. Mày không biết gì à? Tôi thở dài. Trời đất ơi! Vậy là lại thêm một tuổi nữa rồi. Mày tuổi con gì? Con chó. Tao con. Năm tiểu cười méo sạch cái miệng. Nếu phải được con trâu, con heo còn khỏe, đằng này là con cờ. Tôi đang rầu mà cũng bật cười. Tết năm nay là Tết con gì anh? con khỉ khỉ già dòm giếng khỉ già ăn bần khỉ già ăn ớt khỉ già bắt đầu hôm qua tôi gặp anh năm sài gòn tư nhật và tư chi luồn xuống dưới dưới nào dưới sài gòn chứ dưới nào anh coi bộ tư nhật phấn khởi lắm sao vậy ảnh mới được huy chương anh hùng giải phóng và lên chức e phó đó đầu đầu bùi nó mà mừng mày cạo đầu tao bằng búa đi không mừng thì rầu à trời kêu ai nấy dạ mày ơi lôi à chỗ anh em tao nói cho mày biết tại sao họ chê mày mày biết không tại sao không phải chê mà cũng như chê vậy cái này không phải tao nói mà năm lê nói với tao bộ tư lệnh tiền phương của năm Sài Gòn có xin mày cho đợt một cho công trường chính chủ công. Nhưng ông Ba Xu bảo mày là con heo nái. Tôi giật mình, năm tiểu cười khà khà. Heo nái? Chứ không có phải heo gì đâu. Là vì mày đào tạo cán bộ nọ kia như heo nái để heo con, hiểu chưa? Đem tế thần mày thì còn ai dạy học trò pháo cối nữa mà thời gian tới chiến tranh kéo dài binh chủng pháo rất cần rõ chưa chưa rõ cái thằng tối giả quá mày còn một lý do nữa trận mở màn này chỉ là một cú đấm thăm dò xem lực lượng địch phản ứng ra sao nếu nó yếu thì mình bứt dây quánh tuốt nhược bằng nó mạnh thì mình a à lấy dông tiền tuyến có thể nhẹ bom đỡ hơn trung tuyến là cái cửa ngõ của chi này mấy con trâu già để sống dai nuôi mệt lắm nên người ta lùa vô lò mổ cho sớm năm tiều ngó giáo giác ê đừng có học lại ai nghe tao chối đó riêng con trâu già năm tiều thì lỗi hết nổi rồi nên còn ở lại chuồng, chứ không phải người ta thương xót gì đâu. Mày thấy năm Sài Gòn không? Tóc bạc rồi đó. Xí quách còn bao nhiêu mà chạy đua với trực thăng nổi chứ. Tư nhật đâu phải trâu già ăn năm. Trâu cổ cũng cho vô lò mộ luôn với lý do khác. Tao nói mày cứ ngẫm ra thì rõ nghe. Bây giờ trên rờ, trên khu rau muống mọc đầy con chuột cống và mũ đàn bà đái không cao hơn ngọn cỏ là phó tư lệnh rờ. Nghe oai ghê phải không? Nhưng họ cho nằm ở ghế số 6 và số 7 thôi. Thôi, mày thông minh, nói vậy là mày hiểu rồi. Lo nhang đèn cúng đưa ông táo đi. Tư thêm, má con tiền đã về hồi nào? Nàng núp trong buồn nghe hết câu chuyện, bèn bước ra sao có chuyện kỳ vậy chú năm chuyện gì? con nhỏ biết gì mà xía vô? lâu nay cháu tưởng Nam bắt một nhà chứ? một mà hai, hai mà một, từ thêm có chồng công trường chín hy sinh ở Bình Long, nàng là người có văn hóa cao nhất so với các nàng thân mến của Thiên Lôi cán bộ nói chuyện có khi bị nàng chọc vào bản họng trợn trắng máu. Thấy nàng muốn cãi lý với ông đốc chiến. Tôi bảo, đó là suy luận thôi em à. Nếu suy luận đó đúng thì sao? Không đúng đâu, em đừng lo. Bác Hồ đã nói, miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Thôi, đừng cãi nữa. Vô lo, đưa ông Táo về trời đi. Tết buồn hiu, hơn 20 năm xa nhà, năm nay vẫn xa nhà. Nhà ló nóc, thấy đó mà không về được. Bỗng thằng Ngọc hớt hải chạy vào. Anh hai ơi, có hai ông già nào tới? Cả hai đều hỏi anh đó. Tôi vừa nói, vừa bước ra sân. Ai vậy kìa? Thì ra, ông mười niên và tám dọn. Mười niên là khu ủy viên còn tám giọt là phó tư lệnh quân khu. Tôi mời hai ông đi vào. Cả hai biết năm tiểu đã lâu nên tôi không cần phải giới thiệu. Nói chuyện qua la một chốc, rồi họ kéo đi đâu tôi không biết. Tôi đoán là đi tìm hai mũ, năm đang và hai sót để chuẩn bị phóng tay phát động quân chúng xuống đường yểm trợ quân đội năm tiều cười mỉa đó cũng là hai con trâu già nam kỳ được đưa đi thịt đó nhưng hai tên này có biết mẹ gì về quân sự đâu chỉ nói mép thôi à tư thêm dọn bánh tét nước trà đã đãi tôi và năm tiều nàng lại thắc mắc theo như chú năm nói lúc nãy thì mấy chú bác người nam bị lót đường cho người bắc hay sao vậy tôi bảo anh đã nói đó chỉ là suy luận thôi mà. Nàng không chất vấn năm tiều nữa, nhưng tỏ ra không thông. Đây là thắc mắc của một người đàn bà nông dân. Có lẽ nào những ông già kháng chiến hai mùa không biết thắc mắc. Bỗng thấy một đám lính lạ ăn mặc ni lông đen, ba lô đen, chân đi dép cao su đúc trắng, loại của lính miên xài nai nịt súng AK hẳn hoi, bao đạn còn đỏ chói, lố nhố trước sân. Một chú thấp lùn, đầu trọc bước vô hỏi. Dạ, ở đây có phải văn phòng của anh hai, hai lôi không? Tôi nhận ra ngay đó là thằng Hòn, cần vụ của anh Tám Hà. Tôi hỏi ngay, Tám ở đâu mà mày đi đây Hòn? Dạ, Bắt đứng ngoài bờ tre đó. Tôi chạy ra lôi tay anh Tám vô và bảo đám lính canh chừng máy bay. Tôi biết phái đoàn này đi đâu và sẽ dừng chân ở trạm nào sắp tới nên nói ngay với anh Tám. Bây giờ không đi ra bảo dưng được đâu anh Tám. Vô đây nghỉ chút đã. Tám Hà luôn luôn tỏ ra thân ái với tôi. Đặc biệt anh có lối nói chua chát, móc méo cấp trên. Đáng lẽ anh phải là phó tránh ủy quân khu, mà lại chỉ là phó phòng chính trị. Dưới tám quan, vốn là cấp dưới của anh trước kia. Anh vô nhà, giờ nón tai bèo quạt ly lịa và nói. Ai chào, gần Tết rồi mà khí trời nực quá. Đôi dép thằng miên, bó mấy đầu ngón chân chặt cứng. Băng qua dùng cỏ ống mệt muốn đứt hơi luôn đó. Thôi cho tôi cởi dép, để mấy ngón chân thở một chút coi nè. Năm tiều rót nước mời, anh nói. Trời đã bức lại uống nước nóng chịu sao thấu chứ? Tám Hà tuột luôn áo ngoài và nói. Xin lỗi nghe, mẹ nó, ở trên đó cả bầy cán bộ, mà toàn là thứ ho lao ho tổn, nên người ta mới đùng tôi xuống dưới phải còn thằng năm giống bà dom đem thì nó sẽ đi thay tôi Rồi nó bị cá rô rỉa ở bầu nổi rồi nên tôi phải đi từ trường bí thư khu ấy mà không có chịu đi lại chỉ định tôi làm chi vậy nghe nói tôi đoán có cái gì không ổn trong lòng anh và thấy thắc mắc của tư thêm rất bén nhạy tám hà cũng là dân nam kỳ anh hỏi tôi tuổi năm sài gòn tư nhật đã tới đâu rồi dạ chắc họ xuống khỏi rạch ra rồi rạch ra chỗ cậu quấn đồn thầy mười đó hả có ai bắt cầu cho lính qua sông chưa dạ không biết tám hà cười cái miệng móm mém và vỗ ngực tôi bây giờ không còn là phó phòng nữa nghe chú em Chánh ủy tiền phương mặt trận A đợt một đây. Oai ghê chưa, chánh quỷ. Từ ngày biết anh đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe anh đùa kiểu đó. Anh rất khiêm tốn và không bao giờ cho ai biết chức vụ của mình. Không hiểu tại sao hôm nay anh lại có cái lối pha trò kỳ lạ vậy. Nhưng anh thuộc loại cây cao bóng cả nên tôi không dám nói gì. Tôi đáp, tôi đã cho sửa cầu rạch kè và sẵn cano đón bộ đội tại ngã ba sông Thị Tính. Đơn vị sẽ đi từ Thanh An, theo đường 14 xuống cầu Ống Cộ. Nghỉ ngơi dây lát rồi anh Tám ra đi. Tôi đứng nhìn theo ruột gan quặn thắt. Ông làm sao chạy nổi? Đánh với Mỹ là tất yếu và chấp nhận chạy đua với trực thăng. Chiều hôm đó, một tiểu đoàn cán bộ lại tiếp tục xuống luôn. Họ xuống lo căn cứ để ém quân vùng Vendo. Theo cấp trên hứa hẹn, thì bộ đội sẽ ăn Tết ở Sài Gòn. Họ đi rồi, tôi cảm thấy lòng trống hoang. Mặc dầu năm tiểu đã khai thông về việc tại sao ở trên không dùng tới tôi, nhưng tôi vẫn không tin hoàn toàn. Hay là mình có thằng em đại úy thì của lực chiến? Cũng được, vậy thì càng khỏe thân thôi. Tôi ngồi hút gần nửa khói thuốc, mà không muốn đi ngủ. Đến lúc thằng Tín lôi tay tôi bắt lên võng mắc sẵn, tôi mới biết là đã khuya lắm rồi. Tôi chập mắt mà không sao ngủ được. Đêm củ chi vắng lặng, ghê rợn lạ thường. Nếu có pháo nổ, hỏa châu, trực thăng soi, máy bay màu hốc chụp hình thì đó cũng là chuyện bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra cả nhưng đêm nay im vắng lạ thường cái im vắng ngột ngạt nặng nề cái im vắng của vùng không khí nén trước giờ bùng nổ người tôi cảm thấy bức rước khó chịu như sắp bệnh trước mắt tôi chập chờn bao nhiêu hình ảnh ghê rợn một bộ mặt máu me đỏ lòm, một cánh tay lửng lơ ngoắc vẫy. Bỗng tôi thấy bảy nô hiện lên, mình mẩy ướt mem. Hề khỏe hả mày nhỏ? Anh bảy, anh đi đâu về vậy? Tao ở sông lòng, tao mới tới đây nè. Mày cho vợ tao hay giùm đi. Hay cái gì anh bảy? Biểu nó cúng cơm cho tao. Bảo vợ sáu phân nữa trời ơi tôi kêu ré lên và vùng ngồi dậy mấy đứa trong văn phòng tôi hỏi anh hai nói chuyện với ai vậy bảy nô no. anh bảy được phân công đi phân khu bốn rừng xác với chú tám quan lâu rồi mà tao mới gặp nó thôi ngủ đi không có việc gì hết tụi bay ngủ đi sáng hôm sau Tôi đang dò đường trên bản đồ Vendo để ước đoán xem căn cứ nào sẽ bị quân ta tấn công trước thì liên lạc tới. Đây là sự thường thôi, nhưng không hiểu sao tay tôi nhận sắp công văn mà tay tôi run lẩy bẩy. Tôi đùa một số bao thư ra không khui và cuối cùng nhặt lấy một chiếc rồi xé phăng ra. Thôi rồi, đúng y trong mộng. Công văn của Ba Kỳ Nam ở rừng sát gợi quận đội Củ Chi. Đồng chí Bảy Nô cấp bậc trung đoàn trưởng đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu trên sông Lòng Tàu. Nhờ cho vợ con đồng chí ấy hay dùng. Trời! Qua sông bị tàu bắn, chứ anh dũng cái gì? Tôi đút thư vô túi không biết làm gì nữa. Tôi bảo thằng Tiền và thằng Gầu theo tôi đi Phú Hòa Đông cho chị Bảy Hay, đồng thời tìm thêm địa điểm giấu GKB trên R nói gửi xuống thêm. Người xưa cảnh cũ còn đâu, nhớ lúc anh đóng quân ở đây xóm làng vui nức, lính tráng ngập đường, nhà cửa phong quang, ngay tiêu điều sơ sát, bom đạn lẫn vết xe tăng cày nát đất đai. Kim Anh, nàng bây giờ ở đâu có nhớ chăng đêm thần thoại lưu nguyễn lạc thiên thai có nhớ chăng gốc cao su hẹn thề còn ghi lời hứa của chinh phu đời không có niềm vui nào trở lại hai lần tôi đến nhà bà má của chị bảy ngôi quán đã dẹp đi vắng hoe rồi giữa nhà một chiếc bàn thờ tang còn mới một người đàn bà mặc áo hồng tóc quanh hiện ra nhìn tôi trên trên rồi kêu lên anh hai hả dạ dạ tôi đây chị bảy chị kêu lên anh bảy đã hy sinh rồi tôi khựng lại hồi lâu sao chị biết ảnh hiển hồn về ma bỗng mị không đúng đâu chị bà má trong nhà bước ra trong bà già tóp đi chưa đến trăm tuổi, bà run run nói. Nô no, chết rồi con ơi. Chị bậy lại nói tiếp. Ảnh hiện về nói rõ với em. Đầu ảnh bị thương. Ảnh bị bắn trên sông. Ảnh biểu em cúng cơm và khuyên em lấy chồng đi. Tôi lặng thinh, mắt người đàn bà đỏ hoe nhưng trong ánh mắt có tia hy vọng rọi thấu tim tôi. Tôi biết Út Lan, tức chị Bảy Nô không yêu chồng. Có lần chị than thở với tôi, nhưng tôi gạt ngang. Chị cố bước tới, đã bao nhiêu lần tôi né tránh. Cho đến hôm nay, cơ hội đến hoàn toàn thuận lợi cho chị. Út Lan mới có, 22, 23, rất đẹp và đa tình nhưng không thể nào tôi chấp nhận một mối tình như vậy được. Lúc sinh tiền, anh Bảy và anh Năm Tiểu coi tôi như em út. Hai anh kêu tôi bằng thằng, chứ không kêu bằng chức vụ. Tôi không móc bao thư trong túi, mà nghe ngực cộm lên nhột nhạt. Chuyện đã rõ rồi, mình còn đứng đây làm chi nữa? Chào má, chào chị Bảy, con đi có việc gấp anh hai ở chơi ăn cơm mà để khi khác đi ăn thiệt vô tình ít lâu sau út lan lên tận văn phòng quận đội tôi chạy trốn lấy cớ đi công tác cấp tôi biết nếu tôi ở lại thì không thể nào qua khỏi đoạn cầu tình ái này lương tri đã giúp cho tôi chiến thắng trong một trận đánh gay go khốc liệt hơn cả đánh mỹ làm đĩ chín phương cũng chừa một phương lấy chồng chứ chính là tôi đối với út lan vậy hôm sau từ phú hòa về văn phòng đụng nhầm hai văn tránh văn phòng trông thấy tôi hai văn kêu lên chết hết rồi anh hai ơi tôi như chim bị đạn sững sờ ai chết ở đâu ban tham mưu của mình đó Đào Hải, Sáu Phấn, Con Mặn, Con Lan, hai cán bộ, JKB trên R, cùng chui một hầm, bị súng phun lửa của Mỹ cháy hết rồi. Còn ai nữa không? Tất cả mười hai người. Có Sáu Phấn thiệt hả? Xác nhận rồi có anh Sáu. Hả? Trời đất ơi! Ông đi lơn tơn đâu cho bị vậy ảnh đi tìm chỗ chôn JKB đó. JKB đồ anh hại, chưa làm gì đã phá rồi. Tôi ngã người xuống hầm, không còn biết gì nữa. 12 người ban tham mưu quận đội của tôi. Đào Hải là trưởng ban, thằng Bắc Kỳ dễ thương và lanh lẹ vô cùng. Tin cậy của tôi, trời nỡ, đoạn mạng chúng nó khác nào chặt tay chân tôi. Tôi bật dậy, bảo mấy đứa nhỏ đi kêu ban chỉ huy đến. Mộ tập thể này là thứ mấy chục rồi? Mộ tập thể cho ban chỉ huy dê tám chưa xanh cỏ. Cho sáu uy, năm thủ, ba tố, sáu đực và nửa tiểu đội cận vệ. Cụ chi nổi tiếng địa đạo rớm, nhưng nổi tiếng hơn vì những nấm mồ tập thể thật hai ông xã đội và bí thư an nhơn tư quân và ba thắng đến sáu bương và tám đột cũng thất thều tới theo tám đột nói kỳ này khủng khiếp hơn kỳ tụi mình chui địa mà thầy chết ngột đó thầy hai buổi sáng tôi nghe xe tăng rù rù bên suối bà cả bảy rồi im luôn tôi tưởng là không có quan trọng gì trưa trưa tôi nghe súng nổ tôi ngóng chần thì đoán ra căn cứ của đào hải tham mưu. Cho nên chiều lại tôi dội mò sang. Trời ơi! Thấy trận càng mà hồn vía lên mây. Xe tăng nó ủi sắp nhà sắp cửa, cây cối che trúc, mẹp như cỏ vậy. Còn chung quanh miệng hầm, chừng một công đất son nhôm chai lọ, bị cán nhẹp bể nát hết. Quần áo dăng dính đầy gốc cây, Miệng hầm hả ra tót quát Hầm gì? Hầm cá trê kiểu hầm ông Tám Giò Ở dưới gốc bụi tre hồi năm ấy mà Ngay khởi chen bô Cái hầm của ông Tám Giò đã Chứa được ít nhất hai chục người Tôi có nhậu à, Ở dưới đó à, Với thầy hai đó Bày phán tiếp Hồi đó em nấu bếp cho ổng chứ ai Tám đột nói Tôi cũng có xuống hầm đó một lần Do ổng kêu tới phân công tác chưa Ổng có phải tự động mà tới được đâu So với cái hầm của Đào Hải thì kính Và chắc hơn nhiều Đào Hải cũng giữa địa hình xây hầm Nhưng không có kính bằng ông Tám Do đó mà tuổi xe tăng quần kiếm thấy ngay Ủa? Không có địa à? Trời ơi! Đĩa bây giờ đâu còn nữa thầy hai. Ai còn dám xài đĩa như hồi nắm. Có tôi gia đồng xương sắc mới dám chui lần đó với thầy thôi. Và thề tới chết. Không chơi với đĩa nữa. Tôi bảo. Mấy cha nội đó chui hầm cá trê vậy thì phải thủ trước chứ. Hễ thấy bị lộ là nhào lên chơi liền. Có chết cũng nổi danh. Để nó Thui như vậy mất dành quá. Tám đột lắc đầu. Tụi nó gặp miệng hầm là phun lửa ngay đó thầy hai. Ở dưới hầm trở tay không có kịp. Đây đâu có phải là lần đầu tiên tụi nó chơi đồ độc đâu. Tôi biết tôi giận mà la bậy vậy thôi. Chứ một khi đã chui xuống hầm thì đã xuống tinh thần đến 80% rồi có khi tên mình là gì cũng không nhớ nổi nữa lần đó sống sót nhờ linh dược của cô thu tôi cũng thề là không bao giờ chơi với địa nữa những tên nhà báo bất lương chưa biết địa đạo và quân mỹ hung ác ra sao chuyên nói bậy để thần thánh hóa củ chi sự thật đó chỉ là những cái hang chuột một số lính và quan mỹ chủ bài sống sót về xứ quay lại ca ngợi đường ngầm củ chi ghê gớm hơn cả chiến lũy Masino là để nói rằng Việt Cộng chúng nó tài ba như thế đó nên chúng tôi thua là phải rồi. Nếu thực sự có địa đạo thôn liền thôn, xã liền xã và có cả bệnh viện nhà kho nơi giải trí dưới đó thì mười hai mạng của ban tham mưu quận đã không chui xuống hầm cá chê để bị súng phun lửa thiêu rụi hỡi những tên bất lương nói láo nên dẹp bút và câm mồm lại đi để thiên hạ khỏi bị lừa một cách đê tiện vì sách vở láo khoét của chúng mày tôi đưa tiền tác chiến phí cho tư quân vào ba tháng tôi ủy nhiệm các đồng chí lo mồ yên mà đẹp cho anh em. Nhớ mua nhang đèn cúng vái vong hồn họ về phò hộ chúng mình trong những ngày sắp tới. Hai khởi an ủi tôi. Đây là chuyện thường xảy ra chứ đâu có đặc biệt gì đâu thầy hai. Miệng hầm, không nghi trang kỹ. Thì xe tăng nó càng, lòi đã ngay chứ đâu phải lỗi của thầy đâu. Mấy ông đó cũng đã từng ở hầm chứ đâu có phải là tay mơ đâu. Tôi thấy tội nghiệp sáu phấn vô cùng. Khi tôi rời, hát sáu ra chỉ huy dê quyết thắng. Anh khóc lóc than thở. Thầy đi chắc tôi chết. Chớ, không có chỉ huy nổi đâu. Ngày tôi gặp anh bên bến cát tới nay, cách nhau chưa đầy một năm, mà trông anh già cả chục tuổi một bước cũng không ra khỏi hầm. Lúc nào cũng sợ biệt kích ăn thịt. Tội nghiệp, nghe tôi về cùng chỉ huy hát sáu với anh. Anh mừng, khôn xiết. Đem rượu và tôm khô để dành cho thầy hai đây. Hai đứa uống cạn chai. Một bước cũng không dám ra khỏi hầm, mà rồi cũng chết. Tử xanh hữu mạng, ở xứ củ chi này, sống chết nháy mắt hồi hai giả xuống thủ đức bị lính đại hàn ném lựu đạn ba lô gọi về tôi giấu nhẹ một thời gian bây giờ làm sao mà giấu được tin ban tham mưu quận đội bị cháy chết chắc đã đồn đi khắp nơi rồi tôi kêu ba chỉ huy c công binh tới c có mấy cây b 40 vậy hai khởi đáp dạ mười cây ông về lựa cho tôi một trung đội trang bị toàn B-40, RPD và AK đi. Không có được đâu thầy hai. Tôi thề diệt đám xe tăng này, không để chúng nó tung tăng nữa. Thầy chưa nghiên cứu làm sao quánh được. Hồi đánh Pháp hoàng thọ, treo xuồng cho vợ đi trên sông vàng cỏ, bị Tây bắn chết. Ông nổi đóa hôm sau đem cờ ra treo ở mé sông, nhự máy bay tới bắn. Ông hạ được một chiếc đâm da để trả thù cho vợ. Bây giờ anh em mình chết thảm như vậy. Chẳng lẽ mình ngồi im sao? Bộ không bằng hoàng thọ à? Đừng có ai có ý kiến gì nữa. Tôi la to lên. Ba giờ chiều hôm sau, tôi dắt trung đội ra ràng, rồi qua bầu điền, băng qua lộ bảy đi suốt đêm tới gần sáng mới tới nơi. Tôi bố trí đội hình từ đầu chợ Bắc Hà tới ngã tư Đồng Dù. Tôi ngồi trong bụi ăn miếng bánh mì với mẫu đường thẻ của một em gái cho dắt theo lưng. Tôi vừa nuốt vừa chạy một lượt khắp mặt trận. Nhắc nhở anh em quyết trả thù cho đồng đội. Sáu Hoàng, Xê Phó và thằng bỏ ngựa liên lạc của tôi nay cho làm A trưởng sáu hoàng tỳ bá B40 vào ngắm thử và nói Ở đây khúc quanh, hệ nói tới là tôi bửa ngay tam tinh. Ờ, anh ngắm đầu, đừng ngắm đuôi hút mất nghe. Nếu có xe jeep đi đầu, cho nó qua, đừng bắn. Năm đầu ban mới vô bộ đội cũng rất hang. Anh cứ tin đi, tôi nhất định hả ít nhất một chiếc anh chàng mã tử ở đâu bò tới thầm thì đèn pha nó rọi ghê anh hai bảy nê cũng sẵn sàng thằng bò nằm bên nê nhắc chừng chỉ đừng có rung ý ai kia cởi xe honda giống bà ua vậy quả thật là ua tới nàng bảo gan táo tợn dừng xe bên tôi chói chân xuống đất bảo anh sẵn sàng nghe. Nó tới rồi đó. Tôi nhắc Nê và Bòn. Bắn xong chạy băng qua đường về địa điểm. Coi chừng lạc xuống ấp bào hóc. Bị bót tân thông nắm đầu đó. Xe tới lù lù năm sáu chiếc. Tôi hét. Nổ! No. Xung phong! Bảy sơn, sáu hoàng, nê, bòn và toàn đội hình vừa bắn vừa hô xung phong khói lửa mù mịt, những khối thép đen thù lù như quái vật bị trúng đạn dừng lại quay ngang. lủi vô lề, không còn vẻ hung hãn như trước đó mấy phút. Tôi hét lớn, băng qua đường. Bảy sơn đẩy tôi chúi lỗi. Anh hai đi sát vào phố, lô cốt nó bắn xỉa chọn đường đó. Nhanh như chớp, Cả đơn vị rút về phía cây sộp lên trạng lấm. Phía đồng dù bắt đầu giã cấp tập. bắn cháy mục, em mà búng mốc. Tôi lột được cây côn của thằng Mỹ đen. Tôi đá cho nó một cái, nó rên hừ hừ. Tôi quát, rút nhanh vô sở ba lăng, mau lên. Hai chiếc bù bốc HU-1A ra sát mặt đường số tám rọi đèn quay vòng tìm kiếm và bắn liên tục về phía rừng bào hóc tư quân lén cho vợ đi theo mà tôi không biết cô vợ trẻ làm y tá của tiểu đoàn còn tư quân làm dê phó sau mậu thân quân lên e phó cũng ăn quen về thăm nhà ở đây khinh địch bị biệt kích thằng rác gài giết chết lãng nhách Bảy Sơn khen tôi. Anh đánh cú này còn thần tốc hơn cả suối cục đó. Đó là nhờ con ua vẽ bản đồ cho tôi đó. Vậy anh thưởng cho cô nàng cái cán búa thiên lôi đi. Về tới cơ quan, năm tiều ra đón. Thằng quỷ, mày dẫn ẩu tả như hồi mày 14 tuổi đánh bánh xe tăng Pháp vậy. Đánh ngay cửa đồng dù chớp nhón 30 phút. Ông Ba Xu sẽ cảnh cáo cho coi đó. Bữa sau, ba xuyên cho nàng ua vô, cho tôi biết tin sơ khởi. Bốn xe M41, bốn xe tăng bị cháy tiêu, hai M41 hư nặng. Chừng bốn mươi lính Mỹ chết và bị thương. Hôm sau tôi bảo tư quân, cậu dắt một đại đội lên mộ tập thể của anh em mà cúng vái lần nữa như mở cửa mà vậy tư quân chưa kịp quay đi thì một ông già áo quần lách thách khất khăn đầu rìu bước vô khúm núm dạ thưa đây có phải là dinh sở của quận trưởng hai lôi không thằng tiền trinh sát hỏi sẵn Chỉ vậy ông già dạ có việc tôi mới đến chớ ở không đâu mà đi chú em tiền chỉ vào tôi và nói ổng kia kia Ông già run run nói, Giả thưa quận trưởng, tôi là ông nội của con Mận. Tía nó đi công trường chính tử trận, tôi cho nó đi cơ quan. Chẳng may vừa rồi nó bị Mỹ đốt cháy. Tôi nghe được tin, vô đến nơi thì đã chôn tập thể rồi. Ông già nghẹn ngào, ngưng một hồi lâu, rồi cố nuốt ực nước miếng và tiếp. Hôm qua tôi đi chợ, thấy mấy ông phục kích trước cổng đồng vô. Tôi bèn chịch ngang, không có đi chợ nữa. Nín trong bụi cây chờ mấy ông, hạ xe xong tôi mới ra giết tụi Mỹ, trả thù cho con và cháu tôi. Nói xong, ông buông chiếc gói ni lông đánh phịch xuống đất và đá luôn một đá. Cái gói tròn tròn lanh lanh rồi dừng lại. Ông già cúi xuống, nắm mép đi lông dở lên một vật đen ngòm đỏ sậm be bé bét văng ra dưới đất thằng tiền la lên cái gì vậy ông già ghê quá thúi òm tôi nhìn lại mới nhận ra đó là một cái thủ cấp mỹ ông già nói mấy ông có đi tới mộ tập thể cho tôi đi theo giới để tôi tế anh em và đứa cháu tôi còn mấy thằng râu chổi trà trong củ chi nữa. Tôi phải giết chúng nó thì tôi chết mới nhắm mắt. Anh em trong văn phòng kẻ bịt mũi quay đi, người che mắt liếc nhòm. Còn tôi thì ngơ ngẩn không biết nói gì. Tôi như bị một búa thiên lôi giáng xuống đầu. Tôi Mỹ mang văn minh tới đây, đồng thời nung nấu ý chí căm thù của dân Việt đối với chúng. Người chống Pháp cũng vậy. Có những nông dân theo bộ đội tối đi phục kích. Hoặc sau trận phục kích bộ đội đã rút, họ mổ lấy tim gan lính Pháp về xào ăn, uống rượu để trả thù chúng, đốt nhà hãm hiếp vợ con họ. Dã man, chống đối văn minh, ai cản được, mà ai hiểu được. Trước Tết, ông già kể trên lại theo dê bẩy chúng tôi đánh quận lị củ chi để tự tay giết mỹ nhưng bom đạn tàn bạo giết ông trước khi giấc mộng trả thù cho cháu được hoàn thành người ta gọi ông là ông già củ chi cũng như ở bến tre có ông già ba tri thời xưa và ông già b 52 ở bến tre thời nay vậy sau trận đánh hạ tám xe tăng ở ngã tư, ngay trước cửa đồng dù, bà con kéo đông nghẹt trên các đường đi. Tưởng họ đến tặng quà và hoan hô chúng tôi. Nào ngờ kéo nhau ra vùng ngụy để lánh nạn. Hỏi tại sao? Họ đáp thẳng. Đi trốn B-52, chừng nào êm rồi về. Họ đã thấy sự tàn phá của loại máy bay bỏ bom tấn này ở đường 15 từ hố bò đến láng cát nay hãy còn dấu vết nên họ kéo đi. Không có cái mồm chính trị nào ngăn được. Mụ hai sót, năm đang, méo mặt ngồi im. Ngay mỏ, bí thư quận ủy hỏi. Làm sao bây giờ chỉ hai chị năm? Mụ hai sót đổ quạo. Sao chú không tự hỏi chú mà chú hỏi tôi chi vậy? Thế là Huệ Cả làng, cứ để họ đi, nhớ hồi nằm khi tên nhà báo bất lương bỏ chết tới đây đòi quay phim địa đạo chiến mà nực cười bọn nhà báo ngoại quốc không rõ vì ngây thơ hay vì bị mua chuộc đã hàng chục năm ròng đi tuyên truyền không công cho phe cộng thời kháng chiến có tên chủ tịch công đoàn pháp tên là leo Fille, sang chiến khu bắc việt gặp cáo hồ rồi về Paris viết báo ca ngợi Việt Minh chống quân đội Pháp. Sau đó mới có mấy cái vụ Henri Martin và Raymond Dien cởi chuồng nằm ngăn xe lửa chở vũ khí xuống Marseille để đưa sang Việt Nam. Thời nào cũng có những thằng ngu bán lương tâm cho quỷ đỏ như vậy, hay chính chúng nó là quỷ sa tăng cũng nên. Tên bỏ chết thấy sự thực củ chi không có địa đạo thôn liền gì hết chắc xấu hổ vì điểm bỏ chết bị điếm hồ lừa nhưng chưa chịu bỏ tật nói láo bèn xoay qua đòi quay phim đấu tranh chính trị của đội quân đầu tóc chính hai mụ già trầu này chạy suốt quần mà chỉ quy tụ được chục rưỡi bà má hom hem bắt được thêm dăm bảy chị nông dân đang cấy di đồng Lừa thưa như vậy mà đấu tranh chính trị cái gì? Bỏ chết bèn bỏ tiền đang mua cà lem nước đá ở chợ An Nhơn để rủ rê con nít tới đấu tranh chính trị với ngụy rồi bắt ép mấy chủ xe lam vùng ngụy vào chợ khách đi đánh trâu xe cắm cờ đỏ cờ xanh leo tèo chạy quanh để bỏ chết quay phim đem về trình quốc tế cuộc đấu tranh anh hùng của dân miền Nam chống Mỹ. Quốc tế ngu, quốc tế mù, quốc tế uống máu què, cong lưng tin sự thật là như vậy. Nên hơn 50 phái đoàn từ Nam Mỹ đến Anh Quốc, từ mụ A L Sướng đến lão già dành Russell, vác mặt đến Hà Nội hoặc gửi băng thu tiếng nói của mình đến ủng hộ mặt trận côn đồ bịp của tên luật sư có tiền án lem nhem. Bây giờ năm 1967, trước Tết con khỉ già, hai mụ khu ủy viên này ngồi ngó đạo quân đầu tóc, đầu trụi, vác mùng vác chiếu ra chú ngụ vùng ngụy mặc không dám hó hé nửa câu. Đó là kết quả của những cuộc đánh trâu, đánh bò lên đường, xuống đường do đảng lãnh đạo. Vài hôm sau, dường như để cho đảng ta khỏi bề mặt, có một phái đoàn dân quân tránh đảng từ hố bò ra thăm tôi, gồm có chú Tư Thiên, bí thư xã ủy, cô là, xã đội phó mới lên xã đội trưởng, chị Tám Khỏe, phụ nữ giải phóng hụ họ, chú Tám Xe, chuyên gia đánh xe bò của tổ hậu cần, khu của ông Bảy Hốt, bộ tèo của mụ quán sáu tỉnh chị nuôi của hàng tá lính vịt xiêm phái đoàn này cho cô bé xã đội phó em nuôi của tôi dẫn đầu cô nghe tôi được phong chức quận trưởng quận đội thì ra yết kiến cô thuộc hệ thống chỉ huy của tôi cô hăng say chống mỹ cũng vừa hăng say săn đuổi ông anh nuôi cô đã từng lựu đạn chiến với cô ua tại quán cô chia năm trước. Tôi tưởng họ từ địa đạo âm phủ mới chui lên. Mặt mày hốc hác, áo quần te tua như bầy cô hồn. Chỉ vài ngày sau Tết, bốn người bị xe tăng càn nhẹp dưới hầm cá trê, làm cho cụ chi nổi tiếng thêm vì một nấm mồ tập thể. Hai ông già tư thiên và tám xe gợi cho tôi một cảm giác thương tâm sao người ta không để họ an hưởng tuổi già với con trâu cài lạc hậu mà bắt họ xây dựng thế giới đại đồng văn minh cho nhân loại vậy? Nàng xã đội, thấy trong văn phòng của ông quận có nhiều áo tím, áo hồng phất phới. Nào dũng sĩ bảy nê, nào quận đội phó tư bé, nào các em các cháu, đứa kêu bằng anh, đứa gọi bằng ba, thì nàng có vẻ sôi máu căm thù. Tôi thừa biết nàng ra đây để làm gì rồi, để kiểm soát con ngựa bất kham này sao nổi. Bốn phía quân vương tiền hô hậu ổng, cung phi mỹ nữ muốn nhiều có nhiều mà. Tôi đưa nàng sang nhà bên cạnh để giao công tác cho xã đội. Vừa ngồi xuống, nàng hỏi ngay với giọng cọc lốc anh sang bên gì ba có gặp má không? Có chứ, anh đến thăm má chứ gặp gì? Má có nói gì với anh không vậy? Má thấy anh bệnh quá nên má chưa kịp nói. Em biết ba con hồ ly tinh đó hốt hồn anh rồi. Áo trắng, đầu quăng, ăn nói theo Sài Gòn ngọt sớt nên anh quên hết rồi phải không? Em nói gì lạ vậy? anh đâu có biết con hồ ly tinh nào. Người ta đồn là dì ba gã một trong ba con mai khánh ngọc cho anh. Anh chịu đứa nào gã đứa đó, có không? Khai thiệt đi. Tầm bảy này anh sang đó để nhận chỉ thị của dượng ba. Ông là tư lệnh, ông kêu thì phải tới chứ. Làm việc xong là anh dông liền đó em ơi. Ờ, à, dông liền qua quán bà lụa phải không? Không qua đó. Làm sao mà gặp má mà thăm em nói kỳ vậy? Anh đừng có né nha. Bà lụa cũng bắt hồn anh luôn rồi đó. Em biết mà, không có phải mới đây đâu. Nàng nói một hơi. Em thương anh trước. Em cho anh hết, lúc em dẫn anh đi coi hầm. Cái hầm sau này được dưỡng ba chui suýt chết đó. Em đi kêu anh về giải dây đó nhớ không? Kỷ niệm như vậy mà quên hả? Em nói thiệt, kỳ này ra đây. Em xin làm ở văn phòng quận. Xã đội trả lại cho chú Tư. Chú giao cho ai thì giao. Năm đầu ban và sáu mã tự vô dê bảy rồi. Còn ai mà giao? Kể chú. Để anh đi lung tung. Lâu nay không có ai săn sóc anh ốm nhòm, ốm nhách, thấy không? Còn em cũng ăn ngủ không có được. Hệ thức giấc là kêu tên anh. Chị Tám nói em điên rồi. Lần này, em ở lại đây, chừng nào có bầu em mới về. Mà không có về nhà. Em qua bên sông ở với má nuôi con. Sắp đánh lớn rồi đây em. Em nói vậy là mất đàn tính hết đảng tính hả? Tính sao? Bây giờ em phải lo cho em trước đã. Nói xong, nàng òa lên khóc mùi mẫn, làm tôi rối loạn tinh thần. Nàng quệt nước mắt vào vai tôi rồi tiếp. Chồng chị Tám, chết rồi anh hỏng hay sao? Chị Tám, ơ ơ ơ, không phải chồng dân công chết ở Bình Long đâu. Chồng mới cưới nè. Hả? Ai? về phó bạn anh mà anh không biết à. Kỳ anh về lần thứ hai uống rượu với thịt chuột bị hóa học đó. Mấy anh thành lập hội ve chai chống Mỹ đó quên sao rồi. Hội ve chai chống Mỹ chết hết rồi. Chỉ còn mình anh thôi, anh biết đứa nào. Chỉ thang với em. Phần số chỉ rủi ro quá em ơi. Trong ba năm chết hai người chồng con lớn rồi, không thấy cha về. Có cha ghẻ, cũng chết luôn. Anh đấy linh tính thế nào mà một lần, ăn nằm với chị, ảnh nói, mình làm đám cưới đi em à. Chị nói chị đi bước nữa, còn anh trai tân, mà cưới hỏi rình ra, người ta cười ảnh chết. Nói làm vậy mới tránh thức, để sau này con mình có quyền lợi của chánh phủ cho chết thấy ảnh nói vậy chị cũng đồng ý ảnh chỉ thương nhau ở bụi nhậu thịt chuột đó ảnh nói với chú tư thiên đại diện chi ủy còn bên ảnh thì mấy anh em xách rượu đem trà tới đám cưới chỉ có vậy thôi với sự chứng kiến của chú tư chị không có còn cha mẹ chú tư cũng như cha đêm đó ảnh với mấy người bạn uống rượu tới phía rồi anh với chị Thanh vợ chồng Nói ra nghe đi Cứ lòng vòng hoài Anh bà tố cho ai Nó chết rồi Chứ còn gì nữa Cả ban chỉ huy D8 Lãnh một trái bom đìa ở An Phú Anh không biết à Chị Tám ra đó Tìm lượm từng miếng xương Mà không biết xương ai Anh biết vụ bom Nhưng không biết bà tố cưới chị Tám Sao nó không cho anh hay vậy? Anh đang ở bên sông với ông Sáu Phấn. Tôi ngồi lặng thinh. Bạn bè quanh tôi lần lượt leo lên bàn thờ hết ráo rồi. Bây giờ ngồi nhớ lại mới thấy cô đơn. Mặt thật, lâu nay tôi uống rượu khan bậy bạ một mình. Không có chi âm chi kỷ, không còn những buổi nổ trời rung đất nữa. Sáu Phấn đã chết, Tư Nhật trối lại hôm nào nhờ giúp đỡ vợ con. Hai phái, thằng keo kiệt khó thương, cũng tranh trối coi sóc dùng các em nuôi cho nó. Bảy nô ứng mộng. Toàn là dân Nam Kỳ. Vậy thì tới phiên tôi tôi trối gì đây? Trối với ai ngoài cô là? Em muốn có đứa con với anh. Anh không nên từ chối nữa anh thấy anh ba tối và chị tám không Chị nói hai người ăn ở với nhau mới có một lần rồi ảnh dậy đó anh anh đừng làm khổ em nữa nhưng tôi làm sao cưới được mậu thân đợt một sắp nổ ra jkb quận củ chi nhổ đồn hạ bót trên quốc lộ trận xe tăng Cả chục thứ chiếm hết đầu óc tôi còn tâm trí đâu mà cưới. Tôi bèn làm vừa lòng nàng. Còn việc cưới thì khất lại sau mẫu thân. Đó là chính sách muôn thổ của đảng mà. Cứ hứa rồi quên. Mày có tin rằng sau khi nổ súng, mình trụ lại nổi ở Giang Đô không? Câu hỏi của năm tiều vang lên trong đầu tôi. Lại một câu nói khác của năm tiều. Mày là con heo nái. Tôi bảo, đừng giận anh nghe là. Giao công tác của quận đội xong cho nàng xã đội. Công tác hơi nhiều, nên tới nửa đêm tôi trở lại văn phòng. Vừa ngả lưng thì có tiếng bắn ầm ầm trên trời. Không phải trực thăng sói, cũng không phải pháo. Đó là tiếng máy bay mô hốc bắn để chụp hình. Nó tới đâu là B-52 theo ngay sau đó. Đồng bào từng đội B-52 quen rồi, nên ngửi thấy những chàng dưa hấu lúc chúng chưa bay tới. Nó như một con ác điều xòe cánh đen, bao trùm từ mé sông Sài Gòn vô tận Phước Vĩnh Ninh. Nó sẽ trả thù cho tám chiếc xe tăng và 40 lính Mỹ vừa ăn B-40. Ăn một thì trả ngàn, đó là Mỹ. Mong rằng Mỹ cũng sẽ làm như vậy trong hòa bình. Đừng ăn rồi ngậm nuôi luôn. Làm cho những binh sĩ Mỹ trăn trở không nằm yên trong lòng đất được. Chiếc màu hốc vừa biến đi thì có tiếng ò e trên nền trời càng lúc càng to mấy đứa cần vụ chạy ao xuống hầm trốn pháo. Đó cũng là lẽ thường thôi. Bài bản Mỹ chơi có khi đổi nhạc cụ, nhưng vẫn những bản nhạc cổ điển đó. Trực thăng, soi, pháo, bom B-52. Nhưng bữa nay không có gì hết, ngoài tiếng đờn cò rồi bật ra. Tôi là bảy hốt, không phải là bảy hốt hậu cần mà bảy hốt tử tám bụng. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn mũi nhọn do tư nhật và hai lôi chỉ huy và U-16 công trường chính sắp tấn công nay mai. Tôi đã trở về với chánh nghĩa quốc gia, kêu gọi cán binh trung đoàn mũi nhọn ra hồi chánh, hồi chánh hoặc tử thần. Mụ hai xó từ trong hầm chui ra, quệt ghen rồi hỏi tôi thằng nào dậy đồng chi lôi Bảy hốt nó là cán bộ C phó của quyết thắng khi tôi là tham mưu trưởng tài ba thì trung bình thành phần con của chủ nhà máy xây lúa ở phố Hòa Đông nhưng hắn ăn rất khỏe tám chén một bữa ăn do đó hỗn tranh là tám bụng và mấy mụ già trầu lầm tưởng một tên ăn no vác nặng như hắn chắc phải là bần có nông, nên trước khi vào Vendo, cấp trên phong cho y chức tiểu đoàn phó. Tám bụng vừa dứt tiếng thì tới một giọng khác. Tôi là hai phán, thả mưu phó phân khu. Mụ hai sót cự tôi. Để nó nói hoài vậy nghe được sao đồng chí? Dắt bá đỏ ra mà khen nó chứ. Tôi cười. Mình vừa đánh nó phải để cho nó trả lại chứ. Nếu không nó chẳng chịu êm đâu. Chỉ bắn có một phát là đồng vô trả quả một trăm trái pháo chạy không có kịp. Thế là mụ đành im. Sau này tôi tìm hiểu thì mới biết rằng lúc đó anh tám bầy trẻ dẫn đơn vị xuống đường. Đi tới rạch ra thì quèo một cô y tá tên Thu Hà rồi trịt ngang vì thấy đơn vị quá chệch choạc. Lính gồm trẻ con miền Bắc và du kích xã. Còn cán bộ thì gồm tư nhật, e trưởng, hai phán chính trị viên e, năm tân, ba đức, sương và hắn. Những anh chàng dốt như vậy mà cầm sinh mạng lính thì làm sao tin tưởng được? Thôi, chuồn là thượng sách. Quả thật, cái đám này chết rụi ở đợt một. Riêng hai phán thì dông trước ba bốn tháng. Hắn cho vợ ra Sài Gòn móc trước. Nên trực thăng đổ quân ngay miệng hầm sớt hắn đi, khỏi mang tiếng chiêu hồi. Hai phán dứt lời chào các bạn. Thì tới tám bụng, hai ông cán bộ dê thay nhau nhắn nghe. Cán binh Việt Cộng gần tới sáng mới ngừng để chấm dứt bản tình ca củ chi pháo đồng dù và trung hòa sướng sơ sơ vài chục quả gọi là lót lòng cho chúng tôi mạnh chân mạnh càng chạy đua dịch cúp mậu thân anh hùng tôi nghĩ bụng ta chưa ra quân mà địch đã biết trước đó là một trong những nguyên nhân thất bại của cuộc tổng tấn công tàn bạo chương 86 lệnh hòa tốc đưa thịt vào lò barbecue Sài Gòn. Một buổi sáng, tôi chưa thức dậy, thì đã có tiếng đập cửa. Tôi biết ngay giọng của con bé Thanh, vừa là cháu kêu bằng bác, vừa là chị nuôi của năm tiểu. Con bé mới 15 tuổi, nhưng đã trổ mã, và lâu nay cũng hãy nguyết tôi bằng cặp mắt ướt ướt. Năm tiểu cũng biết điều đó, nên đã trận trước theo kiểu bỏ hàng rào thưa mày kêu tao bằng bác có hơi khó coi nhưng đời mà biết đâu may rủi vậy cho thằng bảy nô dê trưởng lấy con lang còn thằng tám thiệt chính trị viên quơ bà má con lang thì sao tôi chỉ cười những lần tôi tới làm việc với ông năm đốc chiến thì nàng thanh sốt sáng pha cà phê sữa còn tôi cũng không bỏ cơ hội để đánh du kích. Tấn gọn rút nhanh. Năm tiểu cũng biết, nhưng nghi binh làm như không thấy gì. Kỳ này quả là cơ hội ngàn năm có một cho anh hai. Cô bé vào nhà, đám nhỏ đi công tác hết ráo, chưa có đứa nào về. Tiếng cô bé ở miệng hầm vọng xuống. Có thư hóa tóc nè anh hai của ai? Của Bắc Nam. Tôi nói giọng lè nhè. Đem xuống đây coi. Đêm qua anh thức khuya họp ở ngoài đồng cảm lạnh dậy không nổi em ơi. Tôi có sáng kiến diễn lại cái vai trò của bà ngoại cô bé một cách bất ngờ. Trong chuyện cổ tích, cô gái khăn quàng đỏ. Tôi kéo tấm bài dù phủ mặt và rên khe khẽ. Cô bé xuống hầm và giờ tấm vải. Anh đau làm sao mà đi công tác nổi. Thôi để em bắt gió cho. Ừ, lấy dầu cù là trong sắc cốt, treo ở đầu võng kia kìa. Thế là cô bé vạch lưng anh hai cạo gió. Cạo lưng xong thì đến cạo ngực. Gió hỡi, gió reo lên đi. Ta vui ca mài thanh gươm tránh khí. Con sói già ló đầu ra hỏi cô bé. Chợt thấy cái đầu sói. Cô bé giật mình lùi lại hỏi. Sao mặt ngoại ốm dậy ngoại? Ờ, tại ngoại bệnh. Sao răng ngoại dài dậy ngoại? Và bà ngoại tóc mền ngồi dậy vồ con bé xé xác nhai ngon lành. Đó là chuyện cổ tích. Còn ở đây Bé Thanh biết con sói đang nằm đây mà vẫn cạo gió cho nó. Không biết sợ là gì. Cạo gió, cạo mưa xong. Cố nhiên phải tới cạo mây, cạo mưa. Nàng đưa cho tôi bức thư hỏa tốc của ông tư lệnh Ba Su. Đi lãnh gấp 200 tân binh ở làng 13. Xong, chấn chỉnh dê bảy đánh Trung Hòa và Thái Mỹ. Ba Su. Tôi bàng hoàng hết cả người. Tôi bật đèn pin viết thư cho ba Xuyên bảo con ua, vẽ sơ đồ đồn Trung Hòa và đồn Thái Mỹ. Rồi học tóc kêu hai khởi đi với tôi qua sông. Hắn sẽ đi lãnh tân binh vì làng 13 là quê hắn. Vợ hắn là thợ may ở Hậu Cần, đang ở nhà bà già ruột chờ sản xuất nhi đồng. Cho hắn đi công tác này, công tư, nưỡng lợi còn tôi sẽ đến ý kiến ông Ba Xu để hỏi xem hà cớ gì mà ông ra một cái lệnh ác ôn như vậy. Nếu ông không cho một cái phản lệnh, tức là không đánh đồ nữa, thì tôi sẽ xin thêm súng đạn. Chớ hiện số súng đạn tôi đang chôn cất để dành tổng tấn công, không có lệnh trên, không được xài. Hai khởi và tôi hai đứa nút cơm nguội rồi cuốc thẳng xuống bến sông bất chấp giang thuyền đứng chờ để lính bảy hốt đem nghe máy đuôi tôm tới đưa qua sông trời chiều bảng lảng tâm sự đầy ứ lo âu rối ren tràn ngập trong lòng tôi dựa gốc cây bần nhìn mé sông rậm rạp thân cây đầy vết đạn không trái bần khô khỉ bạc đầu câu thơ của ai đó chợt dội lên trong lòng càng não nùng. Tết con khỉ mậu thân này, cán bộ chúng tôi bạc đầu trăm tuổi hoặc xuống mồ. Tư nhật lẫn năm chuyện đều tranh trối mà không ai dám nói ra. Bỗng đâu, một chiếc đuôi tôm đâm mũi vào bờ, khách nhanh nhẹn, vọt lên đất ruộng như thoát chết. Nằm nấp, người lái đuôi tôm la lên. Anh hai qua sông hả? À? Xuống mau lên. Nhưng tôi không mang sự dục giả đó. Tôi đang bận nhìn anh thương binh cụt giò, đang đeo trên lưng một người. Tôi kêu lên. Đó, mày hả đó? Ủa, lạ nữa? Đúng là một thảm kịch đang diễn ra trước mặt tôi. Thằng lạn đang cõng thằng đỏ. Bạn! Còn nhớ thằng bé liên lạc hát 6 của tôi không? Nó bị trái phó mồ côi cụt hai chân. Còn vợ chồng cậu quản lý thì chết hết trong lúc cô Thu đang có bầu. Mày đi ăn dưỡng về đó hả Đỏ? Đỏ cũng nhận ra tôi không khó khăn gì. Hắn kêu lên. Anh hai, em đi ăn dưỡng ở RV nè. Mày chở nó từ đâu vậy lạn? từ mé bên này sông bà hảo trời đất chân cẳng mày như vậy làm sao mày đi được hả đỏ dạ một bên cục một bên còn nửa cái bàn chân em ráng chọi nạn cả nhắc liên lạc họ cũng chiếu cố bây giờ mày định đi đâu dạ về nhà ông ngoại em ở phú hòa đông em về chăn trâu cho ổng kiếm cơm cũng được cụt giò mà tranh trâu cái gì? Tôi quay sang lạn và nói, Lâu nay mày đi đâu, tao không gặp hả lạn. Dạ, em đi học liên xô mới về đây nè. Cái điệp khúc mỉa mai chua chát, nó cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần nó chở tôi đi. Nay vẫn lặp lại, em đi học ở liên xô. Tôi móc sắc cốt, cho mỗi đứa một ngàn rồi xuống ghe không nói gì thêm nữa. Ghe quay mũi ra sông, tôi ngó ngoái lại thằng đỏ đang vịn gốc cây. Còn thằng lạn vác chiếc xe đạp lên bờ đắp rồi trở lại cổng thằng đỏ. Nó sẽ đèo thằng bé đi về bến mương. Ghe rẽ nước ào ào, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Bảy nô, sáu phấn, sáu uya, ba tố, tư nhật. Bao nhiêu bạn bè đã nằm xuống, và sẽ nằm xuống và không biết bao giờ thì sẽ tới phiên tôi tôi đến gặp năm lê trước nhất năm lê nhìn giống như con vượn già ở trong hang núi mặt hóp lại răng lồi ra hai tay dài ngoằng anh ở trong cái hầm đào dưới đất vuông dài như cái hòm và nắp hòm dày chừng một thước đường xuống hầm tối om phải đi qua một cái bếp. Bên cạnh bếp là buồng tắm và cầu tiêu, và ống hơi thông lên mặt đất. Đại khái là một hệ thống ăn ở phục vụ cho anh, mà muốn hoàn thành, phải tốn 200 ngày công hoặc hơn nữa. Về tới đây mà không gặp các em Thảo và Tám Nghi, lòng tôi bùi ngồi. Hai người đã bị xe tăng moi hầm bắt hồi năm ngoái ở xóm Bà Huệ, nếu chúng moi tiếp, thì sẽ bắt được ông tham mưu trưởng quân khu Năm Lê. Năm Lê khai thông mặt trận sắp mở cho tôi nghe. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nghĩa là sao anh Năm? Tôi bị kẹt với những cái lệnh khó sơi nên túng quá phải hỏi. Anh cao mặt, thì ở trên biểu dậy mình phải nghe vậy không có nên hỏi. Nhưng anh còn không hiểu thì bọn tôi hiểu làm sao được tao cũng như mày à tôi bèn hỏi sang jkb loại vũ khí mới này có chắc ăn không anh năm cái thằng mày là thầy pháo sao mà mày lại hỏi tao vậy chứ anh là trung đoàn trưởng pháo binh mà anh năm anh phải khai thông cho em út chứ trung đoàn trưởng là khi trong tay có đủ phương tiện thì mới chỉ huy được. Chứ mày nghĩ đạn pháo mà chôn trong đất như vậy, thuốc phóng bị ẩm ướt, rồi đế pháo đặt không có thăng bằng, bố tao cũng không dám bắn nữa. Tôi đã thấy mặt nó rồi anh à. Ra sao tao đâu có biết. Đạn thì như đạn mọc chê, còn súng thì như cái mắng heo và nạn tre chống rồi bắn cách nào? Đuôi đạn có hai dây điện, muốn bắn thì câu nó vào bình điện và kéo công tắc. Tôi nói tỉ mỉ cho ông tham mưu khu nghe. Nghe xong, anh lắc đầu và hỏi, Mày định sử dụng làm sao? Dạ, tôi định đem bắn thử vô trung hòa hai quả. Tốt không? Tôi lặng thinh không nói gì hết. Nhưng anh thừa biết kết quả nên nói cứ giết người mà làm đơn sơ như vậy thì sẽ giết đồng bào chứ không có giết được địch đâu. Dạ, anh ba bảo miễn có tiếng nổ trong lòng địch là tốt rồi. Mà nó có nổ không chứ? Tôi đành phải bẩm sự thật để sau này nếu có gì không như ý mấy ông sẽ không thể nào khiển trách mình được. Bữa hôm đó tôi cho hai trung đội đem hai trái ra gần Trung Hòa để thằng Lũng và thằng Lanh chuyên viên JKB bắn thử. Một trái xòe lửa xanh lè, lính sợ quá bỏ chạy tứ tán. Nó khè đã đời rồi nằm im, không nhúc nhích. Đó là trái tiệt ngòi. Còn trái thứ hai, vừa châm lửa thì điện phừng lên. Trái đạn vọt đi khỏi lòng máng cái đuôi khói đen xoay tít. Đám lính bị lửa phọt vô mặt, nhào lăn. Hai đứa bị cháy nám nhưng không lọt da. Anh lính quan trắc ở ngay phía trước đầu súng chạy dội lại la hớt hải. Lại lép rồi. Tôi quát lên. Ở đâu? Chắc nó lọt vô dòng rào bóc. Rút nhanh. Tôi cua tay lia lịa. Rút. Chưa bao giờ trong đời sử dụng pháo của tôi thấy mình phiêu lưu một cách nguy hiểm như vậy. Hồi ở trường pháo binh Cục R, tôi đã từng mạo hiểm lấy kính ngắm sơn pháo 75 ly của Pháp, gắn qua súng DKZ-75, là loại súng bắn trực xạ để bắn gián xạ, tức là bắn vào các mục tiêu che khuất. Ở trận địa không thấy mục tiêu, như vậy là đã mạo hiểm tối đa rồi nhưng lần đó chỉ là bắn thử ở giữa rừng. Trúng trật cũng không ai chết. Còn ở đất Củ Chi này, hiện giờ không còn một mảnh đất xéo để lính tập bắn AK. Hãy nổ một phát, bất cứ ở hóc hẻm nào là đồng dù hoặc trung hòa đều hay và đáp lời sông núi ngay lập tức. Cho nên cách thử GKB tốt nhất là bắn vào đồn cứ bắn trúng chợ búa nhà dân hay trường học cũng có làm sao đâu vì dân miền nam đang ở trong tim bác hồ chứ đâu có ở ngoài mà sợ mọi người ngơ ngác không hiểu tại sao tôi lại ra lệnh như vậy nhưng họ cũng cứ cắm đầu chạy còn hai ông chuyên gia lũng và lanh thì tiếc rẻ cái máng heo ăn hai đứa nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng Tôi biết nên vừa chạy vừa nói. Các cậu giỏi thì ở lại mà tháo đạn lấy súng về. Chúng nó không rõ cái tật bắn pháo của đồng dù ở Trung Hòa. Sau này cả hai đều chết vì pháo. Một đứa vì JKB, một đứa thì vì pháo đồng dù. Còn tôi chọn với Mỹ nhiều trận quá rồi nên tôi rành 6 câu chúng nó nghe lục cục ngoài này thì sẽ phản pháo ngay lập tức quả thật cả đơn vị tôi vừa vô tới gót chàng thì u bút 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 đạn pháo của đồng dù lẫn trung hòa hợp đấu cả tiếng đồng hồ may mà không chết đứa nào nếu có thì thật là lạng nhách hai cậu chuyên gia bây giờ mới nổi da gà nhớ hai trái đạn khoan bê tông jkb tôi cũng hơi tiếc tiếc cái thuốc nổ tnt bên trong thật là phí nhưng ai dám đụng tới nó nữa thứ đạn câm này hay gầm thình lình lắm chỉ có năm cội mới dám đi đào móc bom lép đem về để cưa ra nấu như kho cá để lấy thuốc nổ làm đạp lôi nay cậu ấy chết cũng vì đạp lôi quả là sanh nghề tử nghiệp bây giờ đâu có ai dám nối nghiệp đâu hú hồn hú vía jkb hôm sau hai cậu chuyên gia đang ngồi bàn tán với tôi về tính năng tác dụng của jkb thì một người đàn ông đội nón mây to vành chạy đến hớt ha hớt hải hỏi đây có phải là văn phòng ông lôi không Tôi nhận ra đó là ông Chệt, tía của cô Màu Ngoài Ràng, quán mà tôi đã từng đến uống bia và nhờ cô ta mua đèn pin cùng các thứ quốc cấm khác. Nhìn thấy tôi, ông Chệt lột nón xá liệt. Chào ông Quảng ạ, chào ông Quảng ạ. Có chuyện gì vậy ông chủ? Ông Chệt đứng dậy ngoẹo đầu qua vai, nói một hơi không kịp thở. Không biết có chuyện gì mà ở trong lồng lính chạy tan loạn, rần rần á. Bây giờ trong lồng chỉ có lính chứ không có đàn bà con nít nữa. Thế họ chạy đi đâu? Chạy đi lâu, ngộ không có biết á. Có người tơ quan nói là ông phăng họ Tiễn vô trong lồng. Nhưng không có chung lồng mà chung ngay nhà vợ lính á. Một trái đèn thui lùi làm ở trong nên họ sợ lỗ. Bọn chạy hết. Con đồng bào ở rang có sao không? Nhiều người bị thương lắm à, nhà cửa lát hết. Đạn lép bị thương cái gì? Người ta bị thương là tại cái pháo đồng dù, chứ không có phải là họ tiếng của mấy ông. Năm Lê ngồi nghe tôi kể chuyện cố làm nghiêm. Tôi dứt lời, đốt thuốc hút được vài hơi y mới nói tao không có hiểu mấy chả muốn cái gì đạn dược như thế mà đem ra bắn có chết dân không chứ lần này lên gặp ông ba su mày phải báo cáo cho rõ để ông ấy định liệu nhớ nói là tao đã biết tình trạng với cà bê rồi nghe không? Dạ ông đã chỉ thị cho tôi miễn có tiếng nổ trong lòng địch là tốt rồi năm lê ngồi im không nói gì hết. Tôi nằm vất vưởng trong quán nàng lụa, chứ không xin vô gặp ông tư lệnh nữa. Vì ông không có rảnh pháo bằng ông năm lê. Có điều tôi ân hận về sau là tôi đã không cương quyết để đạt ý kiến là không nên dùng JKB cho trận tổng công kích vào Sài Gòn. Vì Sài Gòn đông dân và vì JKB giết quân ta trước nhất. Quả thật về sau JKB chỉ làm được hai nhiệm vụ, giết dân và giết lính. Mười trái bắn nổ hai trái, thuốc phà đuôi mắt một pháo thủ, trật bốn trái, tịt bốn trái. Hỡi ông kỹ sư méo mồm ơi, ông là ai không cần biết, cứ coi đó là tác phẩm của thằng Hồ. Đám dân đen, nhất là dân Nam Kỳ chết bao nhiêu thầy kệ miễn chiếm được Sài Gòn để rước Bác Hồ thì thôi. Tàn nhân tàn quân, anh Dũng thừa thắng rộm, bò lên đưa ngực đỡ đạn lót đường cho Bắc Kỳ vào làm cha. Ba hôm sau, hai khởi dắt hai trăm tân binh về tới. ở nhà tôi đã cho đi lạnh súng AK của bày Sử, trường ban quân khí. Về tới là tôi cho ráp vô ngay. 200 tay súng gà mờ. Tôi cho chia làm ba đại đội. Cho tập ngắm, bắn sơ xịa. Rồi coi cậu nào lanh lợi, khỏe mạnh, phong chức B trưởng, B phó, A trưởng, A phó. Để đưa qua sông về nhập cục với D7, thành lập tiểu đoàn quyết thắng của cụ chi cho tôi chỉ huy tình hình nôn tới, không còn thì giờ để học tập. Trình đốn đội ngũ hoặc trau dồi kỹ thuật gì nữa. Lò đã mở nắp, củi gọc, củi bới, củi khô, củi ướt, bất kể. Cứ đút vào, con ai, cháu ai, chứ đâu có con cháu của bộ chính trị, mà bộ chính trị thương xót. Nhìn những gương mặt bấm ra sữa, ôm Aka, nịt bao đạn, Tôi biết mình sẽ đưa họ đi đâu, nhưng lệnh vua có ai mà dám cãi. Tôi tập hợp đơn vị đọc chúc thư Tết của Hồ Chủ Tịp, đọc nhật lệnh Võ Đại Tướng, thư Quân Khu Ủy, thư Bộ Chỉ huy R. Ngoài ra còn cho chặt một cây tre, làm cán cờ sỏ cờ mặt trận nửa xanh nửa đỏ vô, cho một tổ vác đi trước oai phong lấm lét vô cùng. Nhăm bảy chục đồng bào đứng bên lề đường vẫy tay, con nít bà già vỗ tay lẹt đẹt không ra cái lễ gì hết. Nhưng tôi cũng rán gân cổ nói, Tết này ta đón xuân ở Sài Gòn. Tôi thách tướng Võ Nguyên Giáp đến Văn Tiến Dũng vô đây chơi với Mỹ ngụy Một vài ván cho biết mặt đi. Thách cả bọn tàu ô thay của chúng, những tên đã từng giúp cho giáp bưng mâm điện biên phủ nữa. ba cái binh thư luận trì cửu chiến của nhà ma vô đây mà phá những chiến thuật trực thăng vận, phượng hoàng vồ mồi, bùa lưới phóng lao, tìm và diệt của Mỹ. Vô đây đi! Vô đây! Xin mời vô đất củ chi này chơi vài ngày. Đeo mẹ các ngài chỉ là những thằng lạc hậu, nhưng đầy cuồng vọng. Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Chu Huy Minh, Trần Văn Trà, Trân Độ. Tiếng là bộ chỉ huy rờ, nhưng chỉ huy chỉ rùa trận nào thôi. Tối ngày chỉ lo cạo râu, để nhờn nhơ với các cháu gái và con nuôi. Chứ có biết chiến tranh là gì đâu. Tên đại tướng Bần Cố Nông, Nguyễn Chí Thanh mới mon men xuống tới Long Nguyên cách Củ Chi 20 km, thì đã toi mạng ngay rồi kia. Bọn bay định xua lũ nông dân ngờ nghịch này vào miệng hồn hang rắn à. Chúng bay định giết họ bằng tay mỹ ngụy để khỏi mang tiếng ác. Giá tâm của chúng mày nay đã bị lột trần rồi. Dắt đám trẻ con miền Bắc về Củ Chi, tôi chỉ mong có một điều là tìm được một nơi không có bom phó trong vài ngày để ổn định tinh thần chúng khắc khá và để luyện tập thêm một số động tác cơ bản như sử dụng súng, lựu đạn và những động tác chiến đấu cần thiết ở chiến trường gồm có chạy, lăn, bò, tòi, vân vân. Nhìn nét mặt non chuệt của chúng, tôi thấy thương tâm quá. Rồi đây sẽ không còn được chục đứa trở về gia đình con cái của ai bị lùa vào đây vậy chắc chắn toàn là cháu yêu của bác hồ nhưng chắc chắn không có con cái của đám đầu nậu trong bộ chính trị và chánh phủ bọn này bận đi giải phóng miền nam ở bên ba lan tiệp khắc trung quốc đông đức liên xô để rồi trong tương lai lại về nước tiếp tục vô bộ chính trị để bọn con cháu bần có nông gánh vác nhiệm vụ vinh quang. Tôi giao hai khởi huấn luyện đám tân binh này và đi lo chỗ kích dấu JKB ở trên đưa xuống. Mặc dù tôi không tin tưởng nó sẽ khoan bê tông, nhưng lệnh trên phải thi hành. Một hôm, về tới nhà thì thằng Tiền bảo có người muốn gặp tôi tôi đã chán những ông bà đòi gặp này lắm rồi họ từ quân khu hoặc rờ xuống để dự chiến dịch mậu thân coi củ chi như trạng nghỉ chân nhưng muốn cho cặp chân nghỉ được vài giờ thì không có gì bảo đảm bằng hầm nhiều ông bà đòi địa đạo vì họ tưởng củ chi thôn liền oai lắm nhiều ông biết điều chỉ xin hầm cá trê trốn đỡ. Nhưng hầm đâu mà cung cấp cho đủ. Không thấy cả ban tham mưu quận đội chết cháy dưới hầm. Mùi khét còn nồng nặc củ chi đó sao? Tôi gạn hỏi thằng Tiền. Ông nào vậy Tiền? Ông Tám Lễ. Sao mày biết? Thì ông đòi vô, em hỏng cho. Ông bảo nghe tên tám lệ là thủ trưởng mày rước tao liền. Quả thật tám lệ. Anh chàng bảnh trai, có bộ vó giống kép xinê quê ở Bình Dương. Tám lệ vào gặp tôi, tôi cười. Coi cậu tám Bình Dương mướt dữ ha. Còn mày sao bèo nhèo vậy? Đang chạy vắt giò lên cổ đây mày ơi, mày đi đâu qua đây? Tám lệ hỏi, có gì nhâm nhi không mày? Rồi tao kể chuyện cho nghe. Tiệc nhậu chỉ có hai thằng. Lâu lắm tôi không có bạn nhậu. Nói đúng ra là uống rượu đã thành thói quen. Uống trước khi ra trận để dạn gà. Uống rượu sau trận để dập tắt nỗi buồn. Vì đồng đội rửa chân lên bàn thờ quá đông. Uống rượu nửa đêm. Uống rượu lúc nắng chang chang, Uống rượu trong bình to uống rượu trong chai lít, uống rượu với me, với chuối sống, không có lý do gì cũng uống. Rượu là bản đường chống Mỹ, rượu mạnh hơn cả lập trường, cao hơn cả đảng tính. Bữa trước uống với tư nhật là tri âm, mỗi ngụm là một trời tâm sự. Hôm nay với tám lệ, mỗi chén là một nỗi niềm. Tao nghe mày thăng chức e phó hả? Ừ, phó cho tư nhật. Y e phó làm nhiệm vụ e trưởng. Còn tao, dê trưởng làm nhiệm vụ e phó. Trung đoàn mũi nhọn hả? Ờ, trung đoàn mũi nhọn. Tao bị chê nên ở lại cổ chi với các em gái hậu phương. Tám lệ cười nhếch mép. Tao mong bị chê mà không có được tám lệ thở dài tôi biết tâm sự của lệ cũng như tư nhật thôi khác gì kinh kha mà anh tám hà nhắc tới hôm nọ ngày xưa chỉ là một nay xã hội chủ nghĩa có cả trăm biết bao nhiêu thằng lạnh lùng gum gươm ra xa trường mà mang bầu tâm sự của tư nhật và tám lệ nhưng tư nhật thì sắp có được một mụn con còn lệ mới cưới vợ chưa có con niềm đau khổ của lệ là ở chỗ đó mà lệ lo là phải rồi tao đã bảo vợ tao ở lại đi lấy chồng cái thằng nói nhảm quá mày tao nói thiệt mà vợ tao khóc quá tay ai lại nói với đàn bà một câu như vậy chứ không nói vậy thì nói gì bây giờ mày có biết bài thơ này của Simonov không? Rồi tôi đọc một hơi bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. Đợi anh về, đợi anh về em nhé. Dù ngày có lê thê, dù tuyết có rơi dầm về, em, em ơi, cứ đợi. Dù ai đến nói với em, rằng anh chết thảm thê, em cũng đừng tin lời họ hãy cứ đợi anh về anh sẽ về nhờ bài thơ này mà hồng quân chiến thắng ở stalingrad hồng quân nào cũng chép bỏ trong ba lô mày không muốn chiến thắng à tám lệ nốc cạn một chén và quẹt ngang môi đó là thi phú còn đây là sắc máu nhưng mày phải tự tin chứ tiệc xong tám lệ bắt tay tôi ôm tôi hôn thật lâu. Xong hắn rơm rớm nước mắt. Tao không còn gặp mày nữa đâu lôi. Nè, hình vợ tao đây nè. Sau này, nếu mày có gặp cô nàng, mày bảo hãy nhớ và làm theo lời tao dặn nghe. Tôi biết còn một câu trọng đại trong ánh mắt của hắn mà hắn không thể nói ra nhưng tôi đọc được tám lệ đi rồi hai tiếng đến lôi lưng tôi tụi văn nghệ đòi xuống địa đạo nghỉ ngơi đó cái gì mày cứ cho tụi nó xuống dưới đó đi có một thằng nhà văn muốn mô tả địa đạo mà chưa có dịp xuống dưới đó còn thằng quay phim thì càng háo hức tôi hỏi có thằng nào tên là nguyễn vũ không nó đi cánh khác nếu nó đi ở đây Mày đừng có giới thiệu tên nó ra với ai hết nghe. Sao vậy? Bộ, dưới này không có ưa văn nghệ à? Ưa chứ sao không? Nhưng ba cái kịch mượn Mỹ của thằng chả làm mấy con lùng sĩ la oai oái đó. Bộ, tụi nó khoái lắm hả? Khoái mẹ gì? Nghe radio phát thanh, tụi nó đứa thì bụng mặt chạy, đứa tắt liền. Tại vì ổng phịa bỏ sách bỏ vở. Thực tế có con nào bắn chày ra thằng Mỹ nào đâu. Chỉ có con út nhỡ là quào rách mặt được một thằng, vì thằng này lùi xuống địa đuổi theo nó. ấy vậy mà con nhã nam trương lên. Một cái tin là một nữ dũng sĩ hạ được bốn tên Mỹ. Toàn đội hạ được 21 tên trong trận càn Manhattan. Ủa, Nói vậy là không có vụ mượn Mỹ à. Có cái đầu bùi. Mày ngây thơ bỏ mẹ đi. Ông bí thư à. Vậy sao tuổi kịch của bà Thanh Loan dám đem diễn ở đại hội mừng công cho ông Sáu Di coi? Ông cười khoái chí quá trời. Thì ông tưởng thật nên ông khoái chứ sao? Ông hỏi tao cả chục câu hỏi. Tao cũng đầy cây thoa mỡ bò với ông. Rồi ổng cũng khoái luôn. Mà thật, lúc đó chưa xuống cổ chi, tao cũng tưởng cổ chi thôn liền. Và chuyện mượn Mỹ là có thật. Khi về đến nơi, tao mới vỡ lẽ, thôn, chẳng có cái nào liền cái nào. Còn Mỹ thì tới mốt mới quờ được sợi lông chân của nó. Tôi nói thầm. Ông đẻ ra cái chiến thuật, đội bạt bom Mỹ, nắm thắt lưng nó mà đánh. Ông mới lọ mọ xuống tới Long Nguyên, thì đã đội một trái rồi. Tôi hỏi hai tiếng, sao bữa đó mày không đi với ông? Người ta có cái số mày ơi. Tiến trầm ngâm. Bữa đó tao đang ở cử. Không ăn cơm ăn cháo gì được hết. Tao kêu thằng y sĩ tới đo nhiệt độ đàng hoàng để trên ổng để ổng không có nghi mình là dân sọc dưa. Trong đám tướng tá của mày ở Hà Nội, cũng lắm thằng sọc dưa lắm. Do đó mà ổng chọn người khác đi với ổng, tao mới được ở nhà đó. Nếu tao không có sốt, chắc cũng đi theo ổng rồi. Hai tiếng nói tiếp, tao tưởng ở trên r ăn B-52 mệt quá, súng cũ chi mới thọ. Nào ngờ xuống đây mới hay là không có địa. Địa lưu thì có, chớ địa đạo thì không. Tôi nháy hai tiếng và tiếp. Để tao phân công tác các em, hướng dẫn tụi văn nghệ xuống địa nghe. Một, sức một. Nhưng tao cho mày biết gái, củ chi, anh rũng tuyệt vời lắm. Mỹ tụi nó còn không ngán đó. Thiếu gì Mỹ đen con, Mỹ trắng con, oe oe ở đây đó. Rồi tôi họp các em đội nữ lại, cáp trạng và phân công cho mỗi cô một cán bộ văn nghệ. Để các em khỏi ngại ngùng, tôi đã thông. Đây là văn nghệ sĩ đi theo bộ đội lấy đề tài để quay phim, viết chuyện, vẽ tranh và màn kịch. Vậy các em phải hết sức giúp đỡ các anh về mọi mục đích yêu cầu để phục vụ chiến dịch. Các anh ấy chưa quen đường đất ở đây, các em muốn các ảnh khỏi đi lạc thì phải níu thắt lưng của các ảnh mà mà đánh nghe rõ chưa rõ phân công xong tôi quay lại hai tiếng rồi ổng nghi mày liên việt với cô bé thì sao ổng bị bà cuốn rế làm một mẹ ê càng rồi nên không dám bỏ ngón bắt cháu nữa theo mày thì Hai bác cháu đã băng giao chưa? Lâu rồi, nhưng sợ ông đại sứ của bác sáu kém tinh thần diệt địch mà bác cố gắng sung phong, nên sáng nào bác cũng ho hen sổ mũi. Mày có xem cinema được chầu nào không? Khai thiệt đi, rồi tao cho mày xuống địa nghỉ mát, có không? Lâm Ly vùng gỡn lắm. Ngài tiến tiếp ổng cũng ma mạnh lắm nha. Ổng sợ đi củ chi, bỏ con bé ở nhà mấy chú chính, chú ba đến giúp đỡ cháu. Nên trước khi đi, bác đem cái cục cưng của bác gửi bên phụ nữ giải phóng. Ở bên đó yên ổn hơn. Tôi hỏi nhỏ, tao nghe nói con bé đó có đi quân y bí mật hết mấy ngày, có không? Thôi mày ơi, kính miệng là yêu nước, đừng có hỏi nữa. Tao ngứa ngay, tao nói tét bét ra rồi mất hết đó. Bí mật mẹ gì? Ở dưới này, hễ thấy có mòi tanh cơm tanh cá, thì mấy chú mấy bác gửi cháu đi ý kiến thầy nạo tư truyền, hay tám lê là thắng lợi trăm phần trăm. Hai tiến hỏi, Mày từng thấy mấy bà quấn rế tạ nị xảy chưa? Tao một kích bào, hoạn thư làm thịt bắt trai rồi đó. Kể ra bác ta cũng biết điều. Tại bữa tiệc, bà chỉ nói mát vài câu. Tướng tá lặng lặng rút lui có trật tự hết. Đến khi về tới dinh ông Sáu, bà mới cà niềng cà lỗi. Bắt trai sợ nhất cái gì mày biết không? Tôi đáp, thì sợ, sợ bãi về mép bắt hội gì? ơi ăn thua gì ông già đó mét ổng thì ổng xử chìm xuồng như các vụ anh ba lê duẩn và anh sáu lê đức thọ thôi bác bảo các chú ấy lấy vợ hai trước khi luật hôn nhân gia đình ra đời mày coi bác có đành đá ý ủa đanh thép không phán một câu mà bao nhiêu đồng chí trung ương có vợ hai đều dỗ bụng cười rần rần khỏe ru như cu bà bóng vậy Tôi hỏi, vậy bác Sáu sợ cái gì nhất ở bác gái? Mày là nhà văn hay mô tả tâm lý đoán thử coi? Sợ bác gái nhào từ trực thăng xuống đất thằng thổ làm thằng vua nó hốt hền ừ. như vậy? Bác gái làm vậy, bác trai còn khoái nữa chứ sợ gì? Thôi, tao chịu thua đó, nói đi. Bác nói bác về ngoại đề nghị với Trung ương Đem con bé ra Hà Nội Rồi cho đi Liên Xô Đi Liên Xô thì học tập càng tiến bộ chứ sợ gì Cách thằng Mày không hiểu tâm lý gì hết Đi Liên Xô thì bác trai dứt đường tơ còn gì nữa Hai tiếng Cười khẹt khẹt Đó là tao đoán vậy thôi Chứ bụng bác nào thì cũng cứt không thôi mày ơi Ở gần mấy ông lớn rồi mày mới thấy chẳng có cái mẹ gì thiêng liêng hết. Tôi cũng cười đáp lễ. Có một cái thiêng liêng nhất. Mày muốn không? Tao cho một cái. Loại USA bảo đảm trăm phần trăm. Thôi mày ơi, mày chưa có vợ con mày tự do mừng cách mạng trong bóng tối, lẫn ngoài ánh sáng. Còn tao có vợ con rồi. Tao không có muốn noi gương anh ba anh tư đâu. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 42 của Thiên Hồi Ký 2000 ngày đêm trấn thủ Cổ Chi. Xin hẹn quý vị ở tập 43 kế tiếp.